Sở Y tế Hà Nội tối ngày 12 tháng 9 thông báo trường hợp mắc mới nhất vừa ghi nhận ở thủ đô là bà PTH, 81 tuổi, ở Ngô Quyền, phường Quang Trung, Hà Đông. Cụ bà là F1 của bệnh nhân NPH, được chuyển cách ly từ ngày 6 tháng 9. Ngày 11 tháng 9, bà xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 20 bệnh nhân mắc COVID-19. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.780 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.595 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.185 ca. Trong ngày 12 tháng 9, một số ổ dịch phức tạp ở Hà Nội vẫn tiếp tục tăng ca mắc. Như ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, đến nay ghi nhận 547 ca mắc, ca đầu tiên ghi nhận vào hôm 23 tháng 8. Ổ dịch phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng ghi nhận 57 ca mắc, ca đầu tiên ghi nhận hôm 23 tháng 8. Hiện nay, quan điểm của nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc tái khởi động nền kinh tế của thành phố không có nghĩa là mở cửa đồng loạt ngay lập tức toàn bộ nền kinh tế, mà phải theo lộ trình chặt chẽ, từng bước, từng giai đoạn để cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu kinh tế. Kịch bản mở cửa phải dựa trên những nguyên tắc an toàn cơ bản, phải có những giải pháp nghiên cứu cẩn trọng, nếu không thì doanh nghiệp sẽ bị đóng băng trước khi kịp thời phát triển trở lại. Chọn quận 7 làm thí điểm cho việc mở cửa lại kinh tế, trực tiếp người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm việc kiểm tra tại địa phương này. Hiện quận này đã kiểm soát được dịch theo các tiêu chí của Bộ Y tế. Quận 7 vừa là quận đông dân cư, đa dạng các mô hình kinh tế sản xuất và đặc biệt là có khu chế xuất Tân Thuận với khoảng 45.000 lao động. Những kết quả của quận 7 có thể giúp Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá được tình hình và mở rộng ở các quận tiếp theo. Bây giờ trọng tâm của mình là bảo vệ sức khỏe và bảo vệ tính mạng. Nhưng mà đến lúc nào đó phải bảo vệ nền kinh tế, sức khỏe của nền kinh tế nữa. Chứ mà nền kinh tế đứt gãy, nền kinh tế không còn khỏe mạnh nữa, thì chúng ta cũng phải yếu theo. Từng bước chúng ta đưa cuộc sống trở lại bình thường mới, thì mới có thể chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch nghị quyết. Cùng với quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ là các địa phương tiếp theo được Thành phố Hồ Chí Minh chọn để mở cửa kinh tế với một số lĩnh vực. Điều đó cho thấy sự quyết tâm rất lớn của thành phố để dần phục hồi trở lại nền kinh tế. Theo đó, kinh nghiệm của các nước cho thấy thứ tự mở cửa thường được xác lập dựa vào các đặc điểm, tầm quan trọng của ngành, lĩnh vực và mức độ đáp ứng các điều kiện về dịch tễ, năng lực quản lý và ngăn ngừa ca nhiễm mới. Nó phải theo một lộ trình là những mặt hàng nào là thiết yếu để mà là phải tập trung sản xuất và tập trung mở cửa ra để tiếp tục là phát triển được kinh tế. Ví dụ như lương thực, thực phẩm, thuốc men và những cái trang thiết bị y tế. Thực tiễn trên thế giới không có một mô hình điểm cho việc mở cửa kinh tế, mà việc mở cửa này tùy thuộc vào chính sách và quyết tâm của mỗi nước, trong đó vai trò của doanh nghiệp là rất lớn. Trao cái quyền tự chủ cho doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm lấy cái hoạt động của mình. Có lẽ trong các doanh nghiệp bây giờ cũng phải xây dựng một cái khả năng phòng ngừa COVID, không phải như những cái gì mà nhà nước đang yêu cầu, mà chúng tôi phải xây dựng một cái cơ chế là cán bộ văn phòng có lẽ cũng phải đi học thêm một số cái nghiệp vụ về y tế, xây dựng luôn những cái trạm y tế ngay trong công ty. Chính bản thân họ phải lên tái cấu trúc, là họ phải biết được rằng doanh nghiệp của mình đang gặp những khó khăn gì, tại vì mỗi doanh nghiệp sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Ví dụ có doanh nghiệp thì khó khăn về tài chính, khó khăn về đang nợ ngân hàng cần phải đóng lãi mỗi tháng, hay có doanh nghiệp khó khăn về nguồn nhân lực, lao động phải nghỉ. Các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn cần đảm bảo cho các khu chế xuất công nghiệp, khu vực FDA hoạt động để giữ vững chuỗi cung ứng mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, hiện nay năng lực tài chính của doanh nghiệp đã suy kiệt do không còn tiền để duy trì bộ máy và giữ chân người lao động. Chính vì thế, ngay lúc này, các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của thành phố để phục hồi sản xuất. Cho đến giờ phút này thì những gì cần thế chấp cũng đã thế chấp hết rồi. Bây giờ đề nghị, kiến nghị ngân hàng nhà nước có chỉ đạo và ngân hàng thương mại có chính sách cho chúng tôi tiếp tục vay các khoản vay hợp lý với lãi suất thấp. Thì việc này Ủy ban dân thành phố cũng đã có những kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước để ngân hàng nhà nước có chính sách chung. Cái việc thứ hai đó thì đối với thành phố, cái sự chủ động của thành phố thì chúng tôi có những cái chương trình có thể hỗ trợ lãi suất.
những cái chương trình tín dụng đặc biệt của thành phố có thể hỗ trợ được những cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mới đây, trong nghiên cứu kiến tạo động lực phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Covid-19 lần thứ tư của trường Đại học Kinh tế Luật, các chuyên gia cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần kiến tạo thêm gói hỗ trợ riêng khoảng 23.500 tỷ đồng, tương đương 1,7 GDP cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất ngân sách trung ương cấp tối thiểu 13.200 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh. Tiếp tục bản tin là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giãn cách và nâng mức giãn cách xã hội trong thời gian dài và liên tục ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đóng góp 20% tổng GDP cả nước, đang khiến cho nhiều doanh nghiệp tới giới hạn chịu đựng. Ban đầu dự kiến dịch bệnh kéo dài từ 3 đến 6 tháng, thế nhưng giờ đã gần 2 năm. Dự tính cho việc giãn cách xã hội từ 15 tới 30 ngày, giờ đã gần bước sang tháng thứ 5. Hàng loạt doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang ở ngưỡng không thể cầm cự thêm được nữa. Đây là công ty FDI vốn 100% của Ý nằm trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 500 lao động đang làm việc. Chỉ trong vòng 2 tháng qua duy trì hoạt động, doanh số liên tục tụt dốc. Tháng 7 giảm 40%, tháng 8 giảm 20% so với tháng 6 trước đó. Nguyên nhân một phần là do phát sinh chi phí trong quá trình duy trì sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ và một cung đường, hai điểm đến. Một phần do tác động từ chuỗi cung ứng nội địa bị đứt gãy, các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào chỉ đáp ứng từ 20 đến 30% nhu cầu sản xuất. Mình anh cũng vất vả với họ vì họ không làm thì mình làm gì có hàng để anh sản xuất. Cái đơn hàng mình bị delay, mình không thể giao hàng cho khách hàng mình được vì một nhà cung cấp của mình bị trục trặc bởi Covid, bởi phong tỏa. Càng siết chặt với vấn đề mà chống dịch thì nền kinh tế Việt Nam, anh nói thật, sẽ gặp khó khăn. Việt Nam làm không được, tôi qua trong một nước khác để làm chứ. Mất job em, mất việc làm đó em. Còn đối với công ty chuyên sản xuất quần áo trẻ em và hàng thủ công xuất khẩu này, dù biết rằng mô hình sản xuất 3 tại chỗ sẽ không có lợi nhuận, nhưng công ty buộc phải duy trì để giữ uy tín trước khách hàng cũng như không bị mất thị trường trong năm tiếp theo. Tiền bonus cho công nhân theo ngày ở đây anh để khuyến khích tinh thần á, rồi bao cơm 3 bữa cho người ta ăn ngủ ở đây, rồi chi phí test Covid đó, hàng tuần theo CDC yêu cầu, thì những cái chi phí đó nó đội lên. Nếu bây giờ mà mình đóng 2 tháng như từ 10 15 tháng 7 tới giờ á, thì xác định là mùa sau là nghỉ chơi luôn á, gọi là bye bye luôn. Nhiều công ty thực hiện 3 tại chỗ trong các khu công nghiệp bức xúc cho biết khi thành phố quyết định siết chặt các biện pháp giãn cách trong 2 tuần do không có chính sách rõ ràng cho thủ tục vận chuyển của các doanh nghiệp và dịch vụ vận chuyển, nên các công ty đang hoạt động trong trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, nay càng trở nên bị cô lập. Có mỗi một mình em cấp giấy, đó, trong vòng 4-5 ngày mà mình em là từ làm văn thư, chọn văn bản, đi mua đồ ăn, này khi cho mấy em ba tại chỗ, lực lượng bảo vệ làm công tác môi trường của công nghiệp, nước thải. Đó, một mình em là làm hết, mà chắc là đâu chịu nổi. Khi mà thực hiện 3 tại chỗ như vậy thì nó có những cái gọi là thay đổi lao động, giống như nhân viên họ họ có nguyện vọng, ví dụ sau khi họ công ty cả tháng như vậy rồi bây giờ họ muốn đi về thì cũng không giải quyết được cái giấy đi đường để cho họ có thể về địa phương cư trú, mặc dù là trước khi họ về là bên em có xét nghiệm mà kết quả âm tính làm theo đúng quy trình. Vừa rồi anh sản xuất từ ngày 23 tháng 8 tới bây giờ anh sản xuất thì anh cũng để hàng trong kho rồi. Em coi thì là một công ty này 540 công nhân, anh xin 59 người, chỉ cấp một giấy phép. Nhưng mà anh ở đây trong thành phố này anh có khoảng 845 cái đại lý anh. Đã thì hy vọng rằng là cái ngày 15 tháng 9 là có một cái mô đồ giảm thiểu trong vấn đề giãn cách, thì người ta có thể là cho những người mà đi giao hàng. Có thể ngày 15 tháng 9 là cột mốc mà người dân và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đều hướng tới sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội. Thành phố đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, từng bước mở cửa lại nền kinh tế đã đóng băng nhiều tháng qua.